Để chung đũa luôn con. Bỏ đàng hoàng nhẹ cho nó không bị bể, không biết không? Nhớ có cho bức tượng đâu. Nhanh ra chuẩn bị tới giờ phụng sự rồi kìa. Là ra phục vụ cho những cái việc mà cho cộng đồng á con. Ô bên cạnh hai ô chứ. Làm như thế nào nữa, nhưng con thấy những bàn chân nhẹ nhàng và thông tin tự tại của quý anh Huy, con cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì đó là cái cơ hội tự nhiên để gieo hạt giống bồ đề với Tam Bảo. Và ngày hôm nay thì con sợ là sẽ bị mưa cho nên là rất là lo, cho nên bây giờ thấy trời đã xanh và nắng lên. Và để các buổi cúng dường ngày hôm nay được diễn ra thuận lợi, và chúng con cũng rất là biết ơn những quý phật tử mạnh thường quân những bạn phụng sự, chúng ta cùng nhau đồng lòng đoàn kết hỗ trợ các chư tôn. Chư tôn thiền đức tăng ni để các quý sư cô sư thầy. Mở đầu nè con má. Rồi đọc. Một cõi trần gian mà khi này cha mẹ rời xa, nghe trong lòng thật lớn trai, tim đau quá tình thế ngồi mẹ ơi. Không ngăn được dòng lệ rơi, nghe trong lòng rất là trái, tim đau quặn thế rồi mẹ chúng ta cũng dường
đẹp đến như một tháp giọng mạnh cho những bậc giữ giới đi dụ đi tham. Chúng ta tìm trong ước nhà lần công quốc bài lên đêm. Theo truyền thống chùa Trung Lạc Hồ Xuân tổ chức chương trình Tháp Hội Cúng Dường một năm hai kỳ. Dương lên cúng dường chư tôn hiền đức tăng